kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, trước khi đón không khí lạnh về vào cuối tuần này, thì ngày mai mưa rào sẽ xuất hiện ở miền Bắc và Bắc miền Trung. Còn với khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì vẫn sẽ chủ yếu là xảy ra về chiều tối. Trong ngày mai thì khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho tới Hà Tĩnh cũng sẽ có mưa, nhưng chỉ là những cơn mưa rào với lượng không đáng kể. Thời tiết sẽ dịu mát với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 27 cho tới 30 độ. Các khu vực khác thì nắng cũng sẽ xuất hiện gián đoạn. Riêng tại khu vực Nam Trung Bộ thì sẽ mưa nhiều về chiều tối và nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn, phổ biến từ 30 cho tới 31 độ. Ngày mai thì miền Bắc vẫn sẽ có mưa rào bất chợt trong ngày, đan xen thì sẽ có những khoảng nắng, nhiệt độ giảm nhẹ và dự báo là tại thủ đô Hà Nội cũng như là các thành phố khác, trưa mai sẽ không nơi nào vượt quá ngưỡng nhiệt là 32 độ. Đến chủ nhật thì một đợt khí lạnh đầu mùa sẽ tràn về, gây mưa và làm giảm nhiệt ở cả khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời tiết nóng mưa thất thường như vậy khiến cho mạch máu phải giãn nở liên tục. Nhiều người sẽ dễ mắc các chứng như đau đầu, viêm họng hay cảm ốm. Để bảo vệ sức khỏe thì quý vị đừng quên là tăng cường sức đề kháng bằng cách là ăn uống đủ chất, bổ sung vitamin C thường xuyên và tập thể dục, thể thao. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì ban ngày mai vẫn sẽ có nắng. Ở Tây Nguyên nhờ có lợi thế địa hình nên nhiệt độ sẽ chỉ phổ biến từ 29 cho tới 31 độ. Còn tại Nam Bộ thì nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn ở mức nhiệt từ 31 cho tới 34 độ. Cảm giác nóng rõ vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Sang chiều thì mây dông sẽ phát triển và gây mưa trở lại ở cả hai khu vực này. Cục bộ thì sẽ có những điểm mưa to đến 50mm và tập trung chủ yếu ở khu vực Nam Bộ. Trong cơn dông thì rất dễ đi kèm với hiện tượng lốc sét và gió giật, người dân cần phải lưu ý cảnh giác. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Khắp các vùng biển ven bờ ra đến ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa đều cảnh báo là sẽ có mưa dông. Mưa vừa làm giảm tầm nhìn xuống còn từ 4 đến 10 km, vừa tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh ảnh hưởng đến tàu thuyền hoạt động. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.